Mộc Hương Shop xin được chào các bác ạ. Ở đây thì tôi đang có hai cái sản phẩm đã kiểm định nhà hổ phách tự nhiên các bác nhé. Giấy kiểm định của EGG, một cái hãng kiểm định đá quý cũng khá là có tiếng trong nước. Hổ phách, đá quý, san hô đều kiểm định được các bác nhé. Đó, các bác có thể xem hàng ở đây. Đây các bác nhìn trên màn hình, đây là cái mẫu mặt hổ phách tự nhiên. Hàng trong và rất là VIP các bác nhé. Hàng VIP loại 1 hổ phách tự nhiên. Đây các bác, tôi sẽ soi test cho các bác nhé. Đó, các bác thấy không ạ? Giấy kiểm định đàng hoàng, chuẩn, hàng tự nhiên, thiên nhiên. Các bác soi, các bác nhìn thấy cái hổ phách này nó ánh sáng của nó ra rất là đẹp. Các bác, nó phản quang ánh sáng. Và thả vào nước thì nó sẽ chìm các bác nhé. Hàng cao cấp, hàng chất lượng. Hổ phách nó có nhiều loại lắm, nó có thứ nhất đây là hai hàng này là hàng nó không phải là hàng hàng bình thường đâu các bác, hàng này nó là hàng trong màu đẹp. Đó các bác thấy không ạ? Cùng loại nhá, hai cái vòng tay, một cái vòng tay và một cái mặt cùng loại, cùng mẫu. Cái này là đã của một chị khách, chị đã đặt của Mộc Hương Shop. Chị cũng đã lấy rất là nhiều hàng của Mộc Hương Shop rồi và chị muốn đeo hổ phách thì chị có yêu cầu là đặt một cái vòng tay và một cái mặt như này. Các bác có nhu cầu các bác cứ liên hệ hổ phách tự nhiên, hổ phách thô, hổ phách vòng tay, hổ phách mặt đeo. Đó, những cái loại hổ phách tự nhiên nguyên bản của Baltic, của Nga, của Malai, có mấy cái xuất xứ đây thì thường là hổ phách Nga và hổ phách là ở Baltic nên là giá trị nhất các bác nhá. Đó. Ở bên Nga xuất xứ của hổ phách đấy các bác. Là giá trị nhất, sau đó là hổ phách Indo Amalai thì nó rẻ hơn. Và nó màu sắc cũng không đẹp và nó màu mà nó cũng không trong như hổ phách của Nga được các bác nhá. Đó. Các bác cứ liên hệ trực tiếp một cái số bên tôi sẽ tư vấn cho các bác rõ từng loại. Bên tôi sẽ gửi hình cho các bác. Các bác cứ tham khảo dần dần. Nếu mà cái hổ phách này nó, các bác biết rồi, nó nằm một trong 7 cái loại bảo vật của trong Phật giáo nhắc đến. Hổ phách, san hô, 7 vật báu đấy, tôi cũng không nhớ là gì nhưng mà trong đấy là có hổ phách các bác nhá, nhắc đến là hổ phách. Những cái gọi là cái phong thủy, những cái vật mà quý ở trên cuộc đời này các bác. Hổ phách, san hô, đá, thạch anh, ngọc, đó, ngọc trai. Những cái loại rất là quý giá và có cái năng lượng dương tích cực rất là cao. Các bác nào mà đeo cảm nhận những cái loại hổ phách này thì rất là tốt, trừ tà rồi thì giúp ngủ ngon, giúp lưu thông khí huyết. Rồi bây giờ tôi sẽ gửi cho khách, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Mộc Hương Shop, bên tôi sẽ tư vấn cái loại này cho các bác nhé. Hoặc là có cái loại màu nhạt hơn nữa, màu sáng hơn. Đó. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhé.